Ok, chào tất cả anh em nha. Nay hai em Zippo với hai phong cách khác nhau nha anh em, nhưng mà đều có điểm chung là rất là sang trọng và đẳng cấp cho anh em mà trên tay sở hữu chơi chơi nha anh em. Hai em đó mới cập bến về kênh bên mình luôn anh em, hàng chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Đầu clip thì anh em nào chưa đăng ký kênh mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ nha anh em, nút đăng ký ngay dưới chân clip ha. Dạ, yêu thích hai em Zippo bên ai thì cho mình xin một like clip nha. Này mình giới thiệu với anh em, bên phải là em Zippo đồng nha anh em, khắc chìm ở vị trí trung tâm là cái Zippo đang bật nắp cháy, chữ Zippo xéo ở trong cái vòng tròn nha anh em. Và toàn bộ bề mặt xung quanh là những đường trải tia Guluche, những đường dập nổi hoa văn Guluche 3D cực kỳ là đẹp luôn anh em. Hãng chế tác em Zippo này rất là kỹ ha, rất là nồ và thể hiện sự tinh xảo và sang trọng khi anh em trên tay dòng Zippo đồng đáy bằng nha anh em, quá là quen thuộc với nhiều anh em luôn. Dưới phong cách sang trọng là phía bên phải nha anh em, còn bên trái là em logo của câu lạc bộ Chelsea, câu lạc bộ The Blue đại gia của giải ngoại hạng Anh, Chelsea FC nha anh em, dành cho các fan bóng đá ha. Với em crom trắng, cái logo hình chú sư tử đang đứng của câu lạc bộ Chelsea rất là nổi tiếng này, thì mang đến cho anh em một phong cách thể thao sport nha anh em, đặc biệt là dành cho những fan bóng đá, những anh em yêu mến môn thể thao vua bóng đá nha anh em. Với hai em Zippo bên ai hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn anh em, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ, zin từ A tới Z, mã vạch chính hãng đầy đủ hết luôn. Anh em chơi hoặc làm quà biếu quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là hay. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha, anh em nào có nhu cầu trước hai em nói về thì cứ alo mình nha anh em. Đây là em đồng nha anh em, khắc chìm mà cái Zippo đang bật nắp cháy, chữ Zippo xéo ở trong cái vòng tròn, toàn bộ xung quanh là những đường vân Guluche nổi 3D cực kỳ đẹp luôn anh em. Dòng đồng hai mặt trước sau y chang nhau nha anh em, nó đáy bằng nha anh em, hàng zin chưa hề đụng chạm gì tới hết ha, nhiều 100% luôn nha anh em. Bên mình thì luôn luôn giới thiệu với anh em là hàng xịn nha, anh em nào đã có dịp ủng hộ qua thì quá rành rồi. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình, cứ click vô đường link mình để vô mô tả ha. Còn em đồng này thì rất là sang trọng, phong cách sang trọng và ý nghĩa về mặt biểu tượng lịch sử của hãng nha anh em. Kết em nó anh em cứ alo nha, hàng zin luôn anh em, mới về show tới anh em luôn ha. Còn đây là em cam trắng khắc chìm logo câu lạc bộ Chelsea nha nè, câu lạc bộ nổi tiếng của giải ngoại hạng Anh và châu Âu nha nè, hình tượng chú sư tử đó trong cái vòng tròn, xung quanh là chữ Chelsea Football Club ha, ở trên có chữ Chelsea khắc chìm 3D và 5 ngôi sao, mặt sau trơn bóng nha anh em, thấy lõm ha. Một em Zippo mang tính thể thao sport nha anh em, hàng nhiều luôn, hàng chính hãng Mỹ thì rất là nhạy lửa nha anh em, để nhẹ lên lửa thôi, giữ săn lâu và rất là bền. Về giá hai em nó thì anh em cứ nhấn vô tiêu đề clip nha, sẽ hiện rõ mô tả có giá hai em nó cho anh em xem nha anh em. Bên mình thì luôn luôn là giao toàn quốc nha, anh em kết em nào cứ alo mình, ship toàn quốc cho anh em chơi. Thì mời anh em like clip nha anh em, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh ủng hộ ha. Còn với cặp Zippo bên này thì
anh em nào có nhu cầu trước hai em nó thì cứ alo mình nha. Chặt chính hãng đầy đủ luôn anh em, giấy tờ kèm theo full box đầy đủ nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha anh em. Chúc anh em là luôn luôn vui vẻ ha, nhiều an lành may mắn trong cuộc sống, thật là nhiều hạnh phúc và sức khỏe nha anh em. Tạm biệt anh em.